Xin chào các anh chị. Bài học này, video này tôi sẽ nói về một cái chủ đề rất là hay, rất là lạ, rất là thú vị với những người làm content marketing. Tôi gọi nó là UGC, cách thức để chúng ta thu hút khách hàng nói về mình, để cho mọi người nói về mình, về thương hiệu của mình nhiều. Thì trong tiếng Anh người ta có thuật ngữ là UGC. UGC tức là User Generated Content, tức là người dùng tạo nội dung. Và user đây có thể là người dùng nói chung và khách hàng nói riêng, đúng không ạ? Greenet tức là tạo ra, tự tạo ra bằng công sức của chính họ. Content tức là cái phần mà chúng ta đang làm, có thể là hình ảnh, có thể là bài viết, có thể là video và hoặc bất kể một cái loại hình nào họ chia sẻ. Đấy. Thế thì như vậy chúng ta đã hiểu UGC là gì và tại sao UGC lại là một trào lưu. Bởi vì các bạn biết rồi, bình quân hiện nay mỗi một Facebook user bình quân nhá, tính trên toàn thế giới là trung bình đăng tải khoảng 150 bức ảnh trong một tháng. Và họ cũng đăng tối thiểu khoảng 10 đến 20 bài đăng dạng status ở trên Facebook. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi thì có khi ngày đăng 2 bài thì tháng 60 bài, tôi giả sử thế. Có bạn ngày đăng 3 bài, tháng khi 100 bài. Thế nhưng có bạn khi cả tuần chả đăng bài nào hoặc là đăng 1 2 bài. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta phải biết rằng là hiện nay cái tình trạng hay là cái xu hướng mà người dùng tự tạo nội dung rất là phổ biến, rất là đa dạng. Các bạn cứ nghĩ đi, ngày nào các bạn cũng đăng bài Facebook, đó chính là các bạn đang làm cái trào lưu là người dùng tự tạo nội dung. Bản thân cái nền tảng Facebook hay là cái nền tảng Instagram nó làm gì có thông tin. Lên trên đấy tôi kết bạn với anh Phan Anh đăng bài, đấy chính là nội dung tôi đọc được. Tôi kết bạn với người A, người B, họ đăng bài, đấy là nội dung. Thì tất cả anh Phan Anh hay người A, người B, người C đấy đều là tự đang tạo ra nội dung của chính họ. Đó. Thế thì câu hỏi được đặt ra là tại sao mình không thu hút họ để nói về mình, nói về thương hiệu, nói về doanh nghiệp của mình. Ok. Thì như vậy người ta gọi là UGC. Được chưa? Tại sao lại nên làm UGC? Tại sao? Bởi vì các bạn thấy là rất đáng tin cậy, đúng không? Rất tốt, rất tuyệt vời. Đấy. Người dùng thì rất là sáng tạo. Có thể là 1.000 người thì sẽ có 10 người, sẽ có 100 người rất sáng tạo. Cũng có những người người ta không sáng tạo, nhưng mà cái nội dung nó rất là chân thật. Tôi sử dụng sản phẩm của bạn, tôi thấy rất thích, tôi thốt lên, tôi review, tôi post lên trên Facebook. Tôi sử dụng dịch vụ của bạn, tôi thấy rất là chán, tôi trải nghiệm của tôi rất là tồi, thế là tôi cũng post lên Facebook, post lên Zalo. Ôi thằng này rất là chán, ôi cái thương hiệu này rất là chán, rồi thì cái người bán hàng này rất là chán, vân vân, đúng không? Đấy là cái xu hướng rất là phát triển của thế giới. Và ở Việt Nam cũng như vậy. Các bạn làm content thì chắc chắn các bạn không được bỏ qua cái xu hướng này, UGC. Và cái chi phí để làm ra những cái loại content này hoặc là tổ chức các chương trình như này nó không quá lớn. Và cái nội dung mà được cung cấp từ các bên thứ ba như là khách hàng rồi thì người dùng họ đưa ra thì rất đáng tin cậy cho khách hàng mới. Có thể tăng được cái tỷ lệ chốt sale cho khách hàng mới lên rất là nhiều. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì vấn đề là cách làm UGC như thế nào? Thì trước hết là chúng ta thấy rằng là hiện nay thì chúng ta đăng các cái nội dung của khách hàng lên ở đâu bây giờ? Chúng ta lên Facebook, đúng không? Instagram, Zalo, YouTube, website. Đấy là một số cái kênh mà chúng ta cũng vẫn sẽ thường xuyên đăng. Thế khách hàng đăng ở đâu? Khách hàng cũng đăng lên trên đó. Thế thì chúng ta sẽ làm gì? Đấy, thứ nhất là tôi có thể đưa cho các bạn một số các lời khuyên. Thứ nhất là các bạn có thể tổ chức cái cuộc thi. Thí dụ như cuộc thi ảnh này hay cuộc thi nói về trải nghiệm ABC gì đấy. Một công ty du lịch có thể nói về trải nghiệm du lịch. Một công ty mỹ phẩm có thể nói về trải nghiệm sản phẩm. Một công ty thời trang có thể hãy nói là cho tôi biết rằng là bạn thích mặc chiếc áo khoác nào nhất, bạn chiếc áo sơ mi nào bạn thích nhất và tại sao. Hãy nêu một cái kỷ niệm mà bạn với người yêu của bạn như thế này như thế kia. Chúng tôi sẽ tặng bạn cái này, tặng bạn cái khác, đúng không? Đấy, chúng ta tổ chức cuộc thi, đúng không? Chúng ta chăm sóc khách hàng, trò chuyện với khách hàng, chúng ta xin ý kiến của họ, sau đó chúng ta chụp bức ảnh này chúng ta đưa lên, mà chúng ta hay gọi đó là feedback đấy, phản hồi đấy, đúng không? Chúng ta cũng có thể xin ảnh của khách hàng tặng quà đối với những hãng thời trang, những bạn nổi tiếng hoặc những hot girl hoặc những bạn xinh hoặc có nhiều follow, thì hãy nhờ người ta, hãy khuyến khích người ta, động viên người ta là đăng lên, sau kèm theo những cái lời PR giới thiệu về mình. Đó, con có khóc thì mẹ mới cho bú, mình không nhờ người ta không nói đâu, đúng không? Đấy, nhớ là chúng ta phải làm sao phải có hashtag, đúng không? Rồi chúng ta cũng phải khuyến khích khách hàng chia sẻ những trải nghiệm như vậy bằng những cái bất ngờ. Ví dụ bán hàng cho họ thì hãy
nói rằng là nếu như sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, hãy post lên Facebook cho chúng tôi. Tất nhiên là mình nói thế 100 người thì có khi chỉ 10 người người ta đăng thôi, 90 người ta không đăng. Thế nhưng mình không nói thì chẳng có người nào đăng, đúng không? Đấy. Chúng ta cũng phải tạo ra các chương trình UGC program đấy, tạo ra những chương trình để họ tự gửi cho chúng ta những cái hình ảnh, những cái video hoặc là những cái nội dung hoặc những audio mà họ đã nói, họ đã làm, họ review về sản phẩm của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng để chúng ta quay review, quay cái phần đánh giá của sản phẩm. Thí dụ như là thầy Phan Anh thấy dạy các học viên rất là thích thầy Phan Anh, bắt đầu quay video. Thầy Phan Anh dạy rất tốt, rất là em rất là hài lòng, em được đi làm, em được kiếm tiền ABC gì đấy, rất là tốt, đúng không? Đấy, khách hàng nói về chúng ta trò chuyện với khách hàng, chúng ta cho khách hàng trò chuyện với chuyên gia. Đấy, chúng ta cũng có thể tung ra một cái câu chuyện thật là shock, hoặc là thật là hot, hit hot gì đó, thì dân tình sẽ tha hồ bàn luận, bởi vì với cái đặc thù của dân Việt Nam chúng ta, cộng đồng mạng của chúng ta là tương đối là thích bàn chuyện, tương đối thích nổi tiếng, thích thể hiện quan điểm. Thế nên là rất là tốt, đúng không? Chúng ta có thể tung quả bóng lên cho mọi người cùng đá. Bởi vì khi mọi người đá bóng thì đạt được cái mục tiêu của chúng ta rồi, đúng không? Báo chí, truyền thông bắt đầu họ liên tục họ nói, rồi cộng đồng mạng liên tục nói. Thế quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra được những cuộc thi tốt, tạo ra được những chương trình tốt, và cộng đồng sẽ liên tục nói về chúng ta. Đấy là cái gọi là UGC. Hoặc là chúng ta cũng có thể là tạo ra được những cái điểm check-in sang chảnh trong cái phần kinh doanh của mình. Chẳng hạn như làm nhà hàng thì nhớ tạo ra phần check-in, hay là hãng hàng không thì trước khi check-in bằng vé máy bay lên trên máy bay thì có thể, đây tôi nói là một ý tưởng đó, có thể là cho khách hàng là check-in sớm hơn một chút và đi qua cái quầy vé đấy, nó sẽ có một cái giá kệ, sẽ có một cái khu check-in đẹp, lại có logo của hãng hàng không. Để làm gì? Để ví dụ như là họ đi qua đấy, họ vẫn còn một chút thời gian, 5 phút trước khi lên máy bay. Tất nhiên là sau khi hết các thủ tục rồi, họ đến đấy là họ thấy có một cái tường hoa rất là đẹp, ánh sáng đầy đủ, đúng không ạ? Có logo của hãng nhỏ xíu đấy. Thế là họ đi qua, họ thấy đẹp quá, họ có thể đứng lại chụp ảnh, sau đó họ đăng lên. Thì bản thân khi họ đăng lên Facebook như vậy thì tức là họ đang làm quảng cáo cho chúng ta. Chúng ta phải khéo. Hoặc là chúng ta có thể chủ động chụp ảnh cho khách hàng, rồi thì chúng ta gắn logo của chúng ta vào, rất là tốt. Trong các cái chương trình đào tạo hay trong các chương trình chăm sóc khách hàng, một cái quán cà phê mình có thể chụp ảnh cho khách hàng, một cái nhà hàng mình có thể chụp ảnh cho khách hàng, mình đầu tư đội ngũ, hoặc là một cái hãng hàng không, đúng không? Khi khách hàng lên máy bay đấy, thì ngoài những cái nhân viên lễ tân thì nhân viên tiếp viên hàng không đấy, thì chúng ta cũng có thể có một cái nhân viên tiếp viên hàng không nhưng mà có tính năng là chụp camera, sau đó thì lấy số điện thoại, lấy email của khách hàng, và sau đó thì chỉnh sửa lại cùng với một cái hashtag là ví dụ như là cảm ơn bạn đã bay với hãng hàng không Phan Anh, đúng không? Thì sau đó khi khách hàng về thì một ngày sau các bạn có thể nhận được cái bức ảnh như vậy, khách hàng thấy đẹp quá đăng lên rất là tốt. Tất nhiên có người không thích, có người thích, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải làm đấy, đấy gọi là thu hút khách hàng nói về mình, hay là tạo ra những cơ chế, những cách thức, những cái thưởng, những cái tặng quà, những chương trình thi, đúng không? Ví dụ như các bạn làm một cái video nói về trải nghiệm ABC, các bạn trao giải thưởng thật lớn nào. Thế thì bạn có thể nhận được hàng nghìn bức ảnh, có thể nhận được hàng nghìn cái video. Và tất cả những cái video đó các bạn đều có bản quyền để được sử dụng, đúng không? Bởi vì các bạn đã tham gia một cuộc thi rồi. Sau đó thì các bạn đăng lên Facebook, đăng lên YouTube, đăng lên website, có tuyệt vời không? Cực kỳ tuyệt vời luôn, rất là hay. Thì chúng ta sẽ thấy là cái viral, tức là cái mức độ lan truyền của content nó cực kỳ là bay xa. Thì ta sẽ có một cái bài tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm viral sau, trong cái series video khóa học này là sẽ có. Như vậy các bạn đã hiểu về UGC rồi chứ ạ? User Generated Content, tức là người dùng tự tạo ra nội dung số. Và chúng ta thấy rằng như chúng ta chơi Facebook, chơi Zalo là chúng ta đang tự tạo ra nội dung cho chúng ta. Vậy chúng ta là chuyên gia về marketing, chúng ta là marketer, chúng ta là người phát triển content, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cái xu hướng là hãy để người dùng, hãy để khách hàng nói về mình, nói về thương hiệu của mình một cách tự nhiên nhất, một cách thích nhất, một cách chân thành nhất, một cách tích cực nhất. Và như thế liên tục bắt đầu nó share, like, và cứ hết chiến dịch này một thời gian chúng ta nghỉ, chúng ta lại ra chiến dịch mới, thì các bạn thấy là rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn có bí ý tưởng về UGC,
các cái chương trình, các cái contest này kia thì các bạn cũng có thể liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp. Tôi cũng hy vọng có thể chạy cho các bạn một cái campaign gì đó trong marketing, trong quảng cáo, trong truyền thông. Nếu như các bạn đang xem video này và cảm thấy các ý tưởng của giảng viên rất tuyệt vời, đúng không? Ok, các bạn biết email của tôi rồi, địa chỉ phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline hoặc số điện thoại 0989 623 888 để được trao đổi thêm. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại.